thế nào cho tốt? Trong câu hỏi thế này nè. Dạ, cho con hỏi, nếu lúc hấp hối mà mình chỉ nghĩ tam bảo và tập trung vào tam bảo, vậy khi chết rồi tái sinh kiếp kế tiếp và mình có không bị đọa không? Xin tri ân. Quý vị biết á, là siêu đọa là nó phụ thuộc vào cái tâm tử. Tâm tử có nghĩa là cái tâm mà khi mà mình á rời khỏi xác thân này thì với cái tâm, thì tâm đó gọi là tâm tử. Và cái tâm tử á, quý vị á, là nó sẽ đi cái cảnh giới. Mỗi cái tâm á thì nó sẽ đi cái cảnh giới. Cái tâm tử nào thì nó đi với cái cảnh giới đó. Cho nên là quý vị nói là trước khi chết người ta tập trung vào tam bảo thì khi sanh ra có bị đọa không? Tập trung vào tam bảo nghĩa là như thế nào? Tức là nó rất là mơ hồ. Nghĩa là cái mình nói mình tập trung vào tam bảo thì mình tập trung vào tam bảo làm sao? Ví dụ như là mình có thể là mình nhớ đến Phật, hay là mình nhớ đến kinh của Phật, hay là mình nhớ đến hình tượng của Phật. Ở đây nói là tập trung vào tam bảo, nhưng mà mình không có biết là tập trung vào tam bảo như thế nào. Ví dụ như là mình khi mà con người ta rời khỏi thế gian này với cái tâm gì, thì cái tâm đó nó mới dẫn đi tái sanh siêu hoặc là đọa, là do cái tâm đó. Tâm đó thì gọi là tâm tử. Khi mà cái tâm tử nó xuất ra khỏi cái thân này thì lập tức cái tâm đó nó biến thành tâm tục sanh. Tâm tục sanh là tâm nó dẫn mình đi cảnh giới. Nên đọa hoặc siêu nó phụ thuộc vào tâm tục sanh, chứ nó không phụ thuộc vào là cái chuyện mà chúng ta là tập trung vào tam bảo như quý vị nói. Cho nên đó, một người mà trước khi rời khỏi cuộc trần này cũng ít khi nào người đó có ý thức đầy đủ lắm. Tại vì bệnh hoạn, ốm đau, mình chống lại các cơn đau, rồi liếng tiếc, sầu thương, oán giận, không nỡ rời bỏ cuộc đời này, vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên đó là người ta cũng rất là đau khổ trong lúc khi mà người ta ra đi. Nên đó quý vị thấy á, là mình học á, thì trên cái lý thuyết là tâm nào nó sẽ đi cái cảnh giới tương đương với tâm đó. Nhưng mà ở trên thực tế á, quý vị, là nó sẽ phụ thuộc vào những tâm mạnh. Những tâm mạnh có nghĩa là gì? Là những cái tâm mà chúng ta nuôi dưỡng hàng ngày đó, nó trở nên mạnh. Ví dụ như mình nuôi dưỡng cái gì thì cái đó nó lớn lên. Còn mình trồng cái cây gì đó, mình không có nuôi dưỡng cây đó thì cây đó nó đâu có lớn. Rồi mình nuôi một cái con heo, con chó, con bò, con trâu đi, ở trong gia đình của mình. Nếu mà chúng ta nuôi dưỡng, ta chăm sóc tốt, nuôi nấng tốt, thì là cái con đó nó nhanh lớn, nó nhanh phát triển lên. Còn mà ví dụ như mình mà nuôi dưỡng không có tốt, có nghĩa là mình là nuôi mà cho nó èo ọt, không cho nó ăn đó, thì nó cũng không có lớn mạnh. Khi mà con người của mình rời khỏi cuộc đời này thì sẽ với một cái tâm nào đó, mà chính cái tâm đó nó mạnh nhất cái trong lúc người ta chết. Cho nên là về cái lý thuyết á, thì mình nói tâm nào nó xuất ra với tâm nào thì cái tâm đó dẫn đi cảnh giới, thì tâm đó trở thành tâm tử, và tâm tử thì trở thành tâm tục sanh. Nhưng mà trên thực tế là cái tâm mà nó xuất ra đó, nó phụ thuộc vào trong đời sống của mình. Ví dụ như đời sống của mình thường hay nuôi dưỡng tâm nào đó thì tâm đó chắc chắn là tâm mạnh. Nó có hai loại tâm mạnh, một loại tâm nuôi dưỡng và loại tâm chứng đắc. Ví dụ như tâm nuôi dưỡng nghĩa là hàng ngày mình niệm Phật. Tuy là mình chưa chứng đạo gì cả, nhưng chúng ta nuôi dưỡng cái tâm niệm Phật, tâm hướng Phật, tâm nghĩ tưởng đến Phật, tâm lành thiện, thì khi mà rời khỏi cuộc đời thì tâm đó nó sẽ làm chủ. Nó làm chủ nghĩa là cái tâm đó nó mạnh nhất, nó sẽ là gánh vác cái việc mà dẫn thần thức đi tái sanh. Cho nên đó quý vị hãy rèn luyện cái tâm hàng ngày của mình, chứ đừng có bao giờ hy vọng là lúc mà người ta mất được Phật rước. Đó là một cái hy vọng. Nhưng mà lúc đó mà ông tán loạn, rồi là mình không có niệm Phật được, lúc đó mình không có nhớ đến tam bảo, tâm mình không có niệm Phật, tâm không có thiền, tâm không có định,
thì làm sao mình có thể mà ra đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, không có gì. Cho nên cái chuyện mà mình cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó là một chuyện, còn cái chuyện mà mình luyện được cái tâm hay không mới là cái chuyện thứ hai. Cho nên đó, người ta tu á là bao giờ người ta cũng luyện cái tâm họ dữ dội lắm, có nghĩa là người ta ráng cố gắng, người ta luyện cái tâm hàng ngày, nuôi dưỡng cái tâm đó bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ như ta niệm Phật, ta niệm hoài vậy đó, xuyên suốt chính cái tâm niệm Phật xuyên suốt đó, nó sẽ làm cho mình có cái tâm hướng Phật nó vững vàng, tâm niệm Phật càng ngày càng lớn mạnh, thì lúc đó nó mới có chiến thắng được các cái tâm khác. Còn ví dụ như mà chúng ta không có tâm niệm Phật mà chúng ta có cái tâm khác, ví dụ hàng ngày mình tham lam hoặc là sân giận, ví dụ như là mình nuôi dưỡng cái tâm tham, cái gì mình cũng ôm vô, cái gì mình cũng góp vô, cái gì mình cũng giành giật, không bao nhiêu cho đủ cả. Cho nên cái tâm tham nó trở thành cái tâm chủ đạo, và chính cái tâm chủ đạo này nó sẽ mạnh nhất khi người ta tắt hơi lìa khỏi cuộc đời này. Cho nên đó quý vị á, nói thì nói vậy chứ thực ra là đời sống của mình nó mới quyết định cái việc mà chúng ta siêu độ sau này là chủ yếu về trong đời sống. Mà trong đời sống á thì nó có nhiều cái tâm thay đổi sai biệt khác nhau. Nếu mà mình không có tu luyện rèn luyện cái tâm đó đó, ví dụ như một người sớm sớm chiều chiều tham thiền nhập định, thì người đó họ sẽ ra đi với cảnh giới của thiền định. Tại vì thói quen của họ là thói quen thiền định. Ví dụ như sớm chiều họ luôn luôn lúc nào họ cũng giữ cái tâm thiền tâm định chứ, nghĩa là mình gặp họ là thấy họ ngồi thiền, rồi đi đứng nằm ngồi thì họ thiền quán, còn lúc nào rảnh rỗi thì họ thiền định, tức là tâm của họ luôn luôn lúc nào cũng ở trong cái trạng thái thiền, hoặc chí ít thì họ cũng dùng nhẫn nhục của tâm mình, đừng có để những cái phiền não ác như là tâm sân nó lấn chiếm, đừng có để các cái phiền não ác như là tâm tật đố, tâm si mê nó lấn chiếm, mà người ta luôn luôn lúc nào ta cũng giữ cái tâm của họ. Do đó mà khi mà họ tu tập với quý vị là họ giữ cái tâm của họ hơn là giữ của. Còn cái người không tu thì họ giữ của nhiều hơn giữ tâm. Còn người mà có tu tập thì là họ giữ tâm nhiều hơn giữ của. Cho nên mình muốn biết mình có tu tập nhiều hay tu tập ít á, thì mình hãy nhìn lại mình xem á là mình đã giữ tâm nhiều hay là mình giữ của nhiều. Có nghĩa là hàng ngày á chúng ta hướng đến để giữ tâm mình nhiều, hay là hàng ngày chúng ta hướng đến giữ của cải của mình nhiều, hai cái này nó khác nhau. Cho nên cái người nào mà hướng đến giữ của cải nhiều mà không thấy mình giữ cái tâm gì hết á, là mình biết á mình tu lui sụt, mình tu ít lắm. Nhầm khi á mình cũng tụng kinh dữ lắm, niệm Phật dữ lắm, ngồi thiền dữ lắm, nhưng mà mình thấy mình ham thích của cải vật chất, muốn giữ nó nhiều hơn là cái tâm muốn giữ cái tâm, muốn giữ tâm thanh tịnh á. Cho nên mình nhìn lại chính mình biết liền, hoặc là mình nhìn những người xung quanh thấy họ cái gì cũng ham, gì cũng muốn, gì cũng muốn giữ, chứ nghĩa là người đó ít tu lắm, họ không có giữ được cái tâm họ. Mà mình chọc họ cái là họ giận hờn sân si liền, hoặc là không chọc họ đi nữa, họ quan sát, họ suy nghĩ, họ thấy cái điều gì đó thì họ sẽ giận hờn sân si theo cái đó liền. Cho nên đó quý vị, mà nhầm khi họ thấy là họ có tụng kinh, họ thấy họ có ngồi thiền, họ thấy họ có niệm Phật, cái họ tính họ là tu cao quý vị, nhưng thực ra là họ tu cũng chưa có được cái gì nhiều lắm đâu, là tại vì họ luôn luôn giữ của chứ không phải luôn luôn giữ tâm. Cho nên hơn thua nhau là cái chỗ đời sống hàng ngày nè, mình dành thời gian bao nhiêu cho cái việc tu tập, rồi là cái tâm mình hướng tới đâu, hướng tới cái gì. Ví dụ như hàng ngày mình hướng tới gì mình biết, cái người hướng tới danh lợi là mình biết mình đang hướng tới danh lợi, mình hướng đến sự tu tập là mình biết mình đang hướng đến sự tu tập, mình hướng đến sự xả ly, xả bỏ thì là mình biết mình đang hướng đến cái xả ly, xả bỏ, vân vân. Do đó mà quý vị thấy là chúng ta nuôi dưỡng bất kỳ cái gì thì cái đó nó sẽ lớn lên.
Còn mà chúng ta không nuôi dưỡng cái đó thì cái đó nó sẽ nhỏ xuống, nó ốm yếu và từ từ nó mất đi. À, cho nên đó quý vị là thấy trong cái trường hợp mà quý vị nói là trước khi mà rời khỏi cuộc trần này chú ý đến tập trung và tam bảo thì kiếp sau có bị đọa không, vân vân. Cái câu hỏi này là quý vị hỏi nhưng quý vị cũng không hiểu nữa. Tập trung và tam bảo là tập trung cái gì mới được? Ở đây trước khi mà người ta mất là người ta sẽ là dùng cái tâm của mình có thể tập trung vào niệm Phật. Đa phần là tập trung vào niệm Phật, hoặc là người ta tập trung vào một điểm nào đó, giống như là thiền định hoặc là cái đề mục của thiền định. Nếu người đó chưa đắc thiền định, cho nên cái sự tập trung vào tam bảo là mơ hồ nha. Có nghĩa là mình không biết tập trung vào cái gì. Cái tu tập nó phải rõ ràng. Rõ ràng là gì? Ví dụ như mình tu thiền ca si ná đi, mình tu thiền samatha, thì bây giờ mình tập trung, Đức Phật dạy tập trung vào xanh, vàng, đỏ, trắng. Ví dụ như một cái mà thôi, dù tập trung đỏ, tìm cái dĩa mà đỏ để trước mặt của mình, dùng cái gì để tập trung, dùng mắt để tập trung. Đó, tu người ta rõ ràng, mắt nhìn, nhìn đỏ, 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 đỏ. Vậy thì cái tâm mình nó tập trung vào cái đĩa màu đỏ. Ví dụ người ta dùng cái đĩa màu vàng á, thì cái tâm mình hướng đến vàng, 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 vàng thôi. Nên tu nó phải cụ thể vậy đó, chứ không phải mông lung. Bây giờ ví dụ như quý vị đã tập trung vào tam bảo là tập trung cái gì? Dạ, quý vị hiểu không? Tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Thì mình tập trung vào tam bảo gì, mình lấy cái gì tập trung cái gì? Ví dụ như mình lấy mắt tập trung, hay lấy là cái tưởng tập trung, hay là mình lấy cái lỗ tai để tập trung nghe, dạ, vân vân. Thì bây giờ mình nói mình tập trung bằng cái gì? Cái công cụ gì để tập trung? À, và tập trung đó là tập trung cái gì? Cho nên đó, quý vị nói là mình tập trung vào tam bảo. Khi mà chúng ta dùng một cái cách thức tu tập nó mông lung như vậy đó quý vị, thì chúng ta không thể nào mà có thể định được cái tâm đâu. Mà tu tập á, thì là phải có cái tâm cụ thể. Có nghĩa là mình làm gì phải làm cụ thể. Ví dụ niệm Phật là phải niệm Phật, ngồi thiền là phải ngồi thiền cụ thể vậy đó. Và niệm Phật như thế nào, ngồi thiền như thế nào, chứ không phải niệm Phật mông lung, làm niệm Phật đại đó. Rồi ngồi thiền người ta thấy người ta ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống đại vậy đó. Thì đó gọi là mông lung đó. Mà mông lung á thì là không bao giờ cái tâm mình được an trú trong cảnh giới của định tâm cả. Tại vì cái tâm mình rất 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 là mông lung, cho nên chúng ta không có hiểu mình đang làm cái gì. Nên cái người mà bậc trí á, là họ trong cái đời sống hàng ngày đó, thay vì họ để ý cái này, họ để ý cái kia, họ đầy quan tâm đến cái nọ. Nhưng mà bậc trí á, là họ chỉ quan tâm đến chính cái tâm thôi. Tại cái tâm là nó quyết định khi mà đi cảnh giới. Mình sống đời sống này á, thì chỉ có thời gian ngắn thôi, đi cảnh giới mới dài. Ví dụ như con người ta sống tối đa 100 năm ở kiếp này thôi, mà đọa các cái kiếp khác á, đọa là ngàn năm, triệu năm không à. Cho nên á, là ở trong một cái kiếp khác nó dài hơn kiếp con người. Cho nên á, người bậc trí á, người ta cũng không có để ý, hay là người ta đầu tư cho cái kiếp con người quá lớn, mà chỉ đủ để họ tu tập và họ tùy duyên mà giúp đỡ mọi người xung quanh mà thôi. Cho nên á, quý vị á, là thấy rằng á, một cái bậc trí tuệ là họ sẽ đầu tư cho cái tâm của mình. Tại tâm của mình nó đi cái đường dài, còn của cái vật chất nó đi đường ngắn lắm. Và cuối cùng nó sẽ rời khỏi cái bàn tay của mình. Tất cả các cái trên đời này không có gì mà mình giữ chặt nó được mãi mãi với thời gian vậy á. Nó bị vô thường chi phối. Cho nên đó, mình cố công mình làm cả đời làm lụng đi nữa, cố công mình dành dụm cả đời đi nữa, thì cuối cùng người ta ra đi cũng hai bàn tay trắng thôi. Tại vì không có giữ được bền lâu. Cho nên bậc trí giả thay vì giữ của, người ta giữ tâm. Tại giữ tâm nó quyết định cảnh giới, và giữ tâm nó quyết định trạng thái. Ví dụ như á, mình đang ở tâm gì thì mình an vui hạnh phúc hay là mình đau khổ là do tâm nó quyết định trong lúc tâm đó nó khởi lên. Cái tâm nào có chứa cảm thọ khổ thì chúng ta khởi tâm đó lên thì tâm đó sẽ làm cho chúng ta đau khổ.
À, ví dụ như tâm sân có cảm thọ khổ, vậy thì một người mà khởi lên cái tâm sân thì người đó là chắc chắn sẽ bị đau khổ. Tại vì bản thân của họ là đã khởi lên cái tâm, mà trong cái tâm đó nó có chứa một cái tâm gọi là tâm sở cảm thọ khổ. Vedana gọi là các cái dòng cảm thọ. Như vậy thì quý vị thấy là cái tâm của mình nó chứa các cái tâm sở khổ nên nó mới đau khổ. Nếu cái tâm mình mà nó không chứa các cảm thọ khổ thì hiện tại dầu cho hoàn cảnh thế nào họ cũng không có đau khổ. Và tương lai đi cảnh giới khác, nếu tâm đó là cái tâm mà không có giận hờn, sân si, ghét ghen, tâm không có nặng nề, mà đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vân vân, thì cái người đó sẽ siêu lên cảnh giới cao hơn. Cho nên đó là tâm quyết định tất cả các cái pháp mà người đời sẽ không biết được điều đó. Nên họ đi tìm phước là cái then chốt, hoặc là họ đi tìm cái hình thức nào đó ở bên ngoài tâm để mà người ta quyết định cái tâm của mình thì không thể được. Nên quý vị mới thấy là cái người mà trước khi mất tập trung vào tam bảo, như người này hỏi nè, đợi gì trước khi mất tập trung vào tam bảo, khi sống sao không tập trung? Ví dụ như khi sống tập trung vào tam bảo, nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu mà khi sống chúng ta có niệm Phật thì chết lo gì. Còn giờ đợi trước khi chết mới niệm Phật, tập trung vào tam bảo, thì lúc đó tập quán mình nó lôi mình văng ra chứ nó đâu cho mình niệm. Mấy tâm khác nó lớn hơn, nó mạnh hơn, nó đâu cho mình niệm Phật. Cho nên nhầm khi 100 người ra đi chứ không biết được một hai người niệm Phật lúc ra đi không nữa đó. Cho nên cái nghiệp khác nó nặng mạnh hơn. Chúng ta có bốn loại nghiệp là tập quán nghiệp nè, rồi là cực trọng nghiệp nè, rồi tích lũy nghiệp nè, rồi là cận tử nghiệp nè. Cho nên là chúng ta có nhiều cái loại nghiệp khác nhau. Nên đó mình đó là nếu mà hàng ngày chúng ta hướng tâm gì đó, nó sẽ tạo thành một cái nhân. Do đó mà mình biết rằng cái tâm này nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó chỉ là một cái trạng thái đối xử ứng xử giữa mình với hoàn cảnh xung quanh mà thôi. Cho nên bậc trí giả đó họ không chiều theo tâm của họ, mà họ luôn luôn lúc nào cũng dùng cái đầu lạnh để họ xử lý vấn đề hơn là họ dùng cái trái tim của họ để xử lý vấn đề. Có nghĩa là xử lý bằng trái tim là xử lý bằng cảm xúc, còn xử lý bằng cái đầu lạnh là xử lý bằng tư duy. Có nghĩa là trước một cái điều chúng ta có hai cái hướng xử lý. Cái hướng thứ nhất là xử lý bằng cái trái tim của mình. Cái thứ hai là xử lý bằng cái đầu lạnh của mình. Mình chúng ta có hai thứ để mà mình có thể áp dụng vào xử lý một vấn đề. Cho nên người nào mà xử lý một vấn đề bằng trái tim của mình á, thì người đó sẽ mất bình đẳng và thiên vị. Cho nên quý vị, họ dễ dàng bị cái phiền não lấn áp chi phối lắm. Có nghĩa là người sống bằng cảm xúc và tình cảm á, nghĩa là họ xử lý vấn đề, bây giờ ví dụ nè, họ thương ai họ cho, họ ghét ai không cho. Như đi từ thiện nè, cái những cái nơi mà người ta xin quà từ thiện á, thầy không thể đi hết tất cả các nơi để phát quà, tại số lượng nó quá lớn. Mà có chỗ người ta xin 10 phần, 20 phần, 30 phần, 50 phần, 100 phần, 200 phần, 300-400 phần gì đó, vân vân. Nên nó có những chỗ họ xin có vài chục phần à, rồi sao mà đi phát qua Tết luôn cũng không bao giờ hết được nữa. Quý vị chơi chỗ 30, chục chỗ 300 phần, 100 chỗ 3.000 phần mà cho nhiều ngàn, 5-6.000 phần quà. Vậy thì là mấy trăm chỗ sao phát, đường nào phát nổi. Cho nên dĩ nhiên là mình cho người ta đi đến là lấy 30 phần quà đó, người ta nói là đi về người ta sẽ phát cho người nghèo. Nhưng mà thầy
Nói chung là không có nghi ngờ gì, nhưng mà vẫn điều tra âm thầm coi thử coi người ta có đem đến cho người nghèo không. Nè quý vị, 99.99% là người ta cho người quen. Dầu cho người đó đeo vàng mà sệ một bên luôn á, họ cũng cho nữa. Mà trong khi á quý vị, mình ở đây á, mình mót, mình mấy muốn chết luôn. Nên là mua đồ á, là mua đồ phải nhiều, phải xịn để cho người ta ăn Tết. Mình nghĩ là người nghèo khó khăn á, họ không có tiền Tết, rồi họ đâu có mua đồ được đồ xịn, nên mua mì phải mì xịn mới ha, này kia rồi mới không ngon lành trên đó. Mình nghĩ tới như vậy à, quý vị. Nhưng mà xem lại thầy tính đâu thôi người này họ lấy như vậy thì người khác á họ sẽ khác, chứ đâu phải ai cũng vậy. Mà bây giờ thầy gọi là điều tra sơ bộ á, thì 99.99% họ xử lý như vậy. Họ xử lý bằng trái tim của mình chứ không phải họ xử lý bằng cái đầu của mình. Có nghĩa là họ vô tay họ rồi mình cho họ, vô tay họ rồi đầu họ. Anh chị em bà con xóm bạn ní nàng bằng cháu ruột cháu đấy, ông bà đi tán dốc cà phê chung mấy ông nhậu chung nguyên cái băng nhậu là cho hết rồi đó. Ví dụ như 16 người băng nhậu là cho hết 16, còn lại 14. Bắt đầu tới nha, anh ruột, em ruột, bà con, dòng họ gì thì mình cho quà có ý nghĩa đâu, mình tốn tiền. Mà người ta lại như vậy đó quý vị. Cho nên trong các cái vấn đề đó, có những vấn đề mình phải xử lý bằng trái tim, và có những cái vấn đề mình phải xử lý bằng cái tư duy, bằng cái đầu. Quý vị có suy nghĩ là tại người ta cho người khó khăn, cho tôi nghèo khó, chứ tôi đâu phải là cho để mà cho. Quý vị thấy không? Cho nên có những khi mà mình tin người ta quá cái nó ruột, nằm khi về mình cũng nói chung cũng buồn chứ. Nó đâu phải không đâu, mình mót mấy từng đồng từng cát. Phần quà gần 500 ngàn ít đâu, chứ không phải phần quà ít đâu, 500 ngàn đó một phần. Quý vị thấy ông vuột 100 phần cũng là 50 triệu, mà vuột 1000 phần là lên tới 500 triệu, thấy không? Mà chùa mình là cho gần 6000 phần, thì đi Cà Mau rồi về Sài Gòn lần nữa là ông là chắc cũng ngót ngát 6000. Gắng cố gắng lần đầu rồi giờ rút kinh nghiệm, chuyến sau là tôi phải trực tiếp hết. Ông nào không trực tiếp được không cho. Quý vị, ban đầu á thì mình cũng có buồn 15 phút, nhưng mà sau này thầy nghĩ đã là con người thì phải là như vậy đó. Con người á, người ta có cái tánh tham, rồi con người á, người ta có tánh sân si, con người ta có tánh ích kỷ cá nhân riêng tư. Con người là vậy, trừ cái người mà tu thiệt hoặc là người tu đắc thôi. Hai người, người chân tu là người tu thiệt tình và người tu có chứng đắc, thì họ mới vượt qua được những cái đó. Còn tất cả người bình thường, mình đưa một người bình thường thì họ làm vậy là chuyện bình thường. Đưa một người bình thường mà họ không làm vậy mới là bất thường đó. Quý hiểu không? Một người bình thường thì phải họ phải đầy tham sân si, rồi là tình cảm, rồi cá nhân ích kỷ là người bình thường. Chỉ có hai người mình có thể tin được thôi. Đó là người thứ nhất là người chân tu, có nghĩa là họ tu thiệt á. Và người thứ hai á là người có chứng đắc. Cho nên đó, người đó sẽ làm đúng theo những cái gì mà chúng ta hoài bảo. Còn các cái người khác á, thì làm theo bản tính của mình. Trừ trường hợp những cái vấn đề này theo hợp đồng hoặc theo pháp lực thì họ sẽ làm theo hợp đồng, theo pháp lực. Còn không có hợp đồng, không có pháp lực gì hết, ông đi, em đi cho đi, bọn cho phiếu đi, thì bắt đầu nha, đi tìm mà tìm ai, bạn nhậu, bạn cà phê, hiểu không? Anh ruột, em ruột, ní na, ní nần, bạn bè, bà con, thân tộc, mà quen hết trơn, quý vị, đó, cái gì, cuộc đời là nó khổ lắm, chứ không phải là
ngon lành gì ở trong cuộc sống. Cho nên ở trong cuộc sống quý vị đừng bao giờ mà chúng ta cầu toàn bất kỳ cái việc gì hết. Nhưng cái bậc trí á quý vị, người ta tai gì người ta nuôi những cái phiền não, bây giờ là người ta nuôi những cái tâm tốt. Nuôi những tâm tốt là gì? Những tâm phiền não như tâm tham lam, ích kỷ, rồi hẹp hòi, hận thù, sân si đó, là bắt đầu người ta niệm Phật, ta đánh tan. Và người ta nuôi những cái tâm tốt là tâm gì? Tâm thiền, tâm định. Những cái tâm tốt là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thiền, tâm định, vân vân. Nuôi những cái tâm đó càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên đó, quý vị là họ về là bắt đầu lấy sau chuỗi hết lần liền. Liên tục. Hoặc là họ đi đứng nằm ngồi họ niệm Phật, hoặc là họ lấy sau chuỗi họ lần. Ái hà thiên xích lạng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Các đồng ta niệm A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Phật. Ta niệm, niệm Phật này là ta niệm ta để giữ cái tâm bất loạn, giữ cái tâm thanh tịnh của mình á. Nghĩa là ở phía bên trong mình có bao nhiêu cái lo lắng, cái sợ hãi, cái sầu thương, cái oán giận, cái ghét, cái ghen, cái hận, cái thù, cái ích kỷ, tham lam, tật đố, si mê, những cái tâm mà làm cho mình đau khổ, và khi thực hiện thì làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Cho nên những cái tâm đó mình hãy niệm Phật, làm cho nó lắng dịu đi. Niệm Phật đánh cho nó tan đi. Niệm Phật làm cho nó yếu đi, dần dần. Thì chính những cái tâm đó nó hoành hành. Chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta nhớ tới chư Phật, ta niệm Phật. Cho nên quý vị, cái người nào mà niệm Phật nuôi dưỡng cái tâm lành, nuôi dưỡng cái tâm hướng Phật càng nhiều, chừng nào quý vị, thì chính cái người đó làm cho cái tâm lành thiện mình á, nó phát triển lên. Nên có những người nói là có rảnh con tu, mà bây giờ chưa rảnh nên chưa tu. Không, nó không phải đâu. Có rảnh đi tụng kinh, chưa rảnh chưa tụng thì đúng. Có rảnh đi ngồi thiền, chưa rảnh chưa ngồi thiền đúng. Có rảnh là đi học giáo lý, chưa rảnh chưa học giáo lý đúng. Có rảnh đi chùa, không rảnh không đi thì đúng. Nhưng mà nói không có rảnh để tu là sai. Tại vì cái tu là cái gốc để sửa tâm. Mà muốn sửa tâm là mình nuôi dưỡng tâm và mình đoạn diệt tâm, diễn ly đoạn diệt những tâm xấu ác, nuôi dưỡng những tâm thiện lành. Đó là người ta đang tu đó. Còn cái cách thức nuôi dưỡng hoặc tiêu diệt thì cách thức đó nó có nhiều cái cách khác nhau, ta gọi là pháp môn. Cho nên cái người mà tu ngon lành á, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng được, họ đều hướng về cái tâm để họ sửa. Ví dụ họ đang làm lụng, làm cỏ, làm rác, họ đang đi dạo hoặc đi chơi hay làm bất kỳ điều gì, họ cũng nhìn thấy tâm mình như trong tấm gương vậy đó. Thấy lồng lộng tâm của mình đó. Mà không biết quý vị có tập gì không à? Thấy tâm bằng gì thầy? Bằng mắt hay không? Thấy tâm bằng tâm. Có nghĩa là dùng tâm mình để soi chính cái tâm mình. Cho nên đó chúng ta thấy lồng lộng vậy. Mỗi khi mình khởi lên tâm tham, tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi, tham tình đó, mình thấy liền. Mỗi khi chúng ta là sân si, giận, hờn, ghét, ghen, chúng ta thấy liền. Mỗi khi chúng ta ích kỷ hay là hẹp hòi gì, chúng ta thấy liền. Mỗi khi chúng ta khởi tà niệm, tà ý, chúng ta thấy liền. Có nghĩa là mình nhìn cái tâm nó lồng lộng, như trăng soi xuống đáy nước vậy đó. Nhìn xuống một cái là nó trong suốt. Nhìn xuống một cái là nó như là trời không có mây vậy đó. Nên cái tâm mình mà mình nhìn được như vậy đó, sáng suốt, lồng lộng, bắt đầu mình nuôi dưỡng nó đi. Nuôi dưỡng nó từ từ lên. Nhưng mà thường ta không biết nuôi bằng cách nào. Cho nên người ta định tâm vào trong câu niệm Phật để nuôi dưỡng một cách đó. Cho nên ngày ngày ai nói gì nói, ai làm gì làm, thôi mặc kệ đi. Người ta cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoặc Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật. Ai nói, ai làm, kệ, không màng. Kệ đi, không sao cả. Cho nên đó quý vị là thấy
Nếu mà một người nào á, người ta nuôi dưỡng các cái tâm lành đó bằng cách ta hướng Phật, người ta niệm Phật, bằng cách ta phát tâm, ta giúp đỡ đời, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, quý vị, thì chính cái tâm đó nó lớn mạnh. Mà chính cái tâm lớn mạnh nó sẽ quyết định cái cảnh giới sau này. Cho nên đó, cái tâm nào mà nó lớn mạnh thì tâm đó nó quyết định thôi. Nên mà tâm lớn mạnh là tâm gì? Tâm lặp đi lặp lại nhiều lần là nó lớn mạnh nè. Còn chúng ta không lặp đi lặp lại mà mình muốn khi chết được tâm đó. Ví dụ như mình không có nhớ Phật, tức là không có niệm Phật lặp đi lặp lại, mà khi chết mình muốn được cái tâm niệm Phật đó để được Phật trước. Một cái tâm ông không lặp đi lặp lại nhiều lần, nó đâu có mạnh đâu, còn quên luôn nữa, lấy đâu mà ra mà khi chết nhớ. Cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần nó mới nhớ. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn chết Phật cước, có hiểu không? Kêu niệm Phật không niệm, hoặc niệm câu quên tuốt luôn. Rồi khi chết muốn Phật rước, sao rước, làm gì có cái chuyện đó. Là tại ông có cái tâm đó nữa đâu khi chết. Khi sống nào không nhớ nữa, đừng nói chết. Chết một cái một tê cứng mình mẩy rồi chán dáng mặt mày rồi, ở đâu nhớ tới câu niệm Phật. Khi sống này cần kinh niệm Phật ý quên nữa. Còn ở đâu mà khi chết có câu niệm Phật đó. Trừ trường hợp ta lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm mình hướng tới lặp đi lặp lại nhiều lần, nó thành thói quen, thành cái tập quán nghiệp thiện, cho nên là mới được. Nên ta ngồi thiền, ta ngồi tới luôn, ngày nào ta cũng ngồi thiền. Thiền quán lúc nào ta cũng thiền quán niệm Phật, lúc nào ta cũng niệm Phật, quý vị thấy không? Xả bỏ lúc nào ta cũng xả bỏ, mà nhẫn nhục lúc nào ta cũng nhẫn nhục, từ bi lúc nào ta cũng từ bi. Có nghĩa là để chi? Để tâm đó lặp đi lặp lại liên tục nó lớn lên, lặp đi lặp lại liên tục nó lớn lên, lặp đi lặp lại liên tục nó lớn lên. Cho nên mình tu mà thường xuyên chuyện nào thì cái tâm của mình á nó rộng lớn chuyện đó. Còn mà mình ít tu chừng nào á thì tâm mình á nó còn nhỏ hẹp chừng đó. Nên nếu quý vị thấy á là sớm sớm chiều chiều mình cố gắng mình niệm Phật, sớm sớm chiều chiều mình có thể ngồi thiền, sớm sớm chiều chiều mình làm từ thiện, sớm sớm chiều chiều mình từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, vân vân. Thì chính cái tâm này nè là tâm nó sẽ quyết định cảnh giới siêu độ về sau. Chứ không có phải là khi trước khi chết tập trung tam bảo. Làm gì có cái chuyện một người mà không có tu hành gì hết trước khi chết tập trung tam bảo. Không có. Đó là lý luận thôi. Là trời ơi, con không tu hành gì hết khi chết, trước khi chết tập trung tam bảo gì có bị đọa không? Câu hỏi á. À, quý vị, nếu tâm mình tập trung vào Phật, vào kinh Phật thì không có bị đọa. Nhưng mà hàng ngày ông không có hướng một chút tâm nào về Phật hết trơn, mà khi chết ông hướng tâm Phật ha. Làm có cái chuyện đó, nó vô lý à nghe. Ông tỉnh bơ đây, ông còn không hướng Phật nữa. Khi ông chết đi, ông chán dán mặt mày hết trơn, mà ông đau muốn chết luôn. Khi chết đứt ruột đứt gan, đau muốn chết luôn, chán dán mặt mày say sẩm hết trơn, tối mặt tối mũi, ở đâu mà nhớ Phật. Quý vị, không bao giờ có. Trên lý thuyết là vậy đó, ông nhớ tới Phật, ông niệm Phật, ông được giảng sanh. Nhưng mà muốn nhớ tới Phật, niệm Phật, giảng sanh là hàng ngày phải lặp đi, lặp lại, lặp tới, lặp lui cho nó quen, cho nó lớn, cho nó mạnh. Thì lúc đó nó mới chiến thắng được tâm khác chứ. Còn cả đời không tu đó, trời, cả đời không tu, tới đó tôi niệm câu niệm Phật là giảng sanh, đúng, không có sai. Nhưng mà cái tâm ông có hướng về Phật không? Mà để ông niệm, hay lúc đó là ông nhớ về, ông bỏ của lại, rồi bỏ... người yêu lại, bỏ nhà cửa lại, bỏ đất đai lại, ông tiếc. Trời ơi, đất tôi, trời ơi, vàng tôi, dòng tôi, chết đi, nó hút sạch. Bây giờ cả trăm cuốn sổ đất nha, đại gia đất luôn. Vừa chết nghe sang sổ trên sạch bách, còn miếng, một ten cũng không có, miếng không có. Quý vị nhắm mắt cái mất hết, nhắm mắt là đồng nghĩa với mất hết tất cả tài sản ở trên đời. Quý vị tin không? Không tin chết thử đi. Biết liền. Vừa tắt hơi cái tài sản còn gì chứ. Mới hôm qua thôi đầy đủ chứ, mới hôm qua là chùm hết. Sổ đất, sổ đai, nhà cửa, sổ ngân hàng, vàng dòng gì là của mình, không ai dám lấy. Tắt hơi còn của ai đâu. Lúc đó nạnh ai nấy lấy. Quý vị thấy không?
nên thấy đời là giả, giả vậy đó. À, thấy có cũng như không, không cõi vô thường, thoạt có thoạt không. Hôm qua có đủ chừng bữa nay không thấy gì hết trơn. Nó đến như làn gió, đi như làn gió của cái vật chất danh lợi tất cả cái thế gian. À, nó đến như một làn gió và nó ra đi như một làn gió. Nên những người nào á mà họ có trí tuệ chút, họ nhìn xa trông rộng, cho nên đó là họ chẳng màng có gì ở thế gian, thôi kệ nó đi. Họ chẳng màng, họ luyện cái tâm họ, họ tu tập sớm sớm chiều chiều và niệm Phật, trì kinh, giữ tâm thanh tịnh. Cho nên ai nói làm không quả quọ. Nếu lỡ cái quả quọ, niệm Phật cho hết cái quả quọ. Thì có nhiều người sân si thấy ghê lắm, nhìn rồi nhìn thấy mà ớn ốc, gọi là nhìn mà giỡn ốc luôn, nói rầm rầm nói sân rầm rầm. Mình thấy á là mình giỡn ốc luôn. Cho nên đó quý vị á, thấy rằng một người mà họ muốn là không có bị đọa, bị siêu, được siêu á, thì chỉ có duy nhất là tu cái tâm mình thôi. Rèn luyện cái tâm mình đó cho được tốt đẹp, rèn luyện tâm mình đó cho được ngon lành, thì họ sẽ không có có bị đọa trong các cái cảnh giới khổ đau. Còn nếu bằng không á thì họ đọa đi trong cảnh giới rất là đau khổ. Nên đó quý vị á, muốn người thân mà không có đọa vào trong cái cảnh giới đó thì khuyên họ tu thôi, chứ không phải là ở đây mình cầu siêu cho họ mà họ không đọa đâu. Đọa do tâm mình, cầu siêu làm sao mà họ thay đổi được tâm họ đó mình mới cứu được họ. Chứ mà cầu sao ở tâm họ còn nguyên, không có cứu được họ. Bây giờ ví dụ như nè, người nhà mình có người quậy, coi trời bằng dung, quậy. Bây giờ mình độ cho người đó, nói quậy cái này đọa chết à, mình độ cho người đó siêu. Mình cầu nguyện Phật gia hộ vân vân. Nhưng mà quý vị á, là mình á, là cầu nguyện Phật gia hộ, là mình cái chuyện đó là chuyện mình cầu nguyện. Còn cái chuyện thay đổi tâm của người đó là ai mới có quyền năng thay đổi tâm của người? Không có ai có quyền năng thay đổi tâm con người cả. Mà chỉ có người đó muốn thay đổi tâm, nên người đó dùng pháp của Phật mà họ tu tập thực hiện trên cái mảnh đất tâm của mình, làm cho tâm mình mới có thể thay đổi được. Còn nếu bằng không á, người này muốn thay đổi tâm của người khác thì không có cái cách nào hết, không có thể nào mà mình có thể thay đổi tâm một người khác được. Ở đây quý vị có câu hỏi: dạ thưa thầy, cho con hỏi kinh với pháp khác nhau như thế nào? Kinh là lời Đức Phật thuyết, còn chữ pháp có nhiều nghĩa. Ở trong A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp định nghĩa pháp là tất cả, tất cả là pháp. Có là những cái gì chúng ta đề cập tới thì cái đó gọi là pháp. Ví dụ như cái ly là một pháp, cái bàn là một pháp, cái suy nghĩ mình là một pháp, con mắt mình là một pháp, thì chữ pháp đó thay thế cho tất cả những cái gì chúng ta đề cập. Thì nói chung một chữ một là chữ pháp. Cho nên tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đó là nói trong kinh Đức Phật, nói trong kinh Pháp Cú. Thì đó là pháp đó. Pháp là tất cả những cái gì mà chúng ta đề cập đến thì cái đó gọi là pháp. Còn kinh đó là những điều Đức Phật thuyết nên gọi là kinh. Và pháp là tất cả theo A Tỳ Đàm. Nhưng tại sao lại nói Đức Phật thuyết pháp? Đức Phật thuyết pháp có nghĩa là Đức Phật đang nói về một pháp và biến đổi của pháp đó. Đó là ai? Đó là chúng sanh, đó là con người.
Cho nên đó, nó là Đức Phật thuyết pháp. Nên đó quý vị đó, pháp là tất cả, hoặc pháp là pháp của Phật thuyết, là những lời Đức Phật thuyết cũng gọi là pháp. Rồi đó, là cái cách thức gọi là phương pháp cũng là pháp. Pháp bảo là những lời Đức Phật dạy được lưu giữ. Cho nên đó, quý vị là thấy pháp rất là nhiều nghĩa. Ở đây quý vị hỏi nghĩa nào? Kinh đó thì chỉ có một nghĩa thôi. Kinh đó là lời Đức Phật thuyết, gọi là kinh. Còn kinh Phật á, là người ta còn định nghĩa kinh Phật là thiết thực, là hiện tại có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ chúng sanh. Đó là định nghĩa kinh Phật. Nên người ta thấy á, là kinh là những lời Đức Phật thuyết, nên ta gọi là kinh Phật là vậy đó. Ngoài Đức Phật ra không ai có thể thuyết kinh, trừ trong những trường hợp đệ tử của Phật thuyết được Đức Phật ấn ký chứng điều đó là đúng y như là Đức Phật thuyết, thì đó cũng được gọi là kinh. Cho nên đó quý vị, lời Đức Phật thuyết là kinh. Còn pháp vô số những nghĩa khác nhau. Ngã và pháp là khác nữa. Ngã là tôi, pháp là những cái gì xung quanh tôi, là hai mặt đối lập. Nên ta gọi là chấp ngã, chấp pháp. Chấp ngã là chấp tôi, chấp pháp là chấp những cái xung quanh mình. Còn chấp này là gì? Là ý niệm giữ chặt ở trong tâm mình á, ý niệm giữ chặt trong tâm à, thì gọi là chấp thủ. Ví dụ như mình nghĩ cái đó không bao giờ mất thì đó là chấp đó, là giữ chặt nó lại đó. Mà giữ chặt ở trong tâm. Vô thường á, nó đến thì không có cái gì mà còn mãi là nó sẽ thay đổi hết. Vô thường nó đến, nó sẽ làm thay đổi tất cả các cái xung quanh. Vô thường á, nó đến á, nó sẽ làm cho nhiều chúng sanh đau khổ bởi chấp thủ. Nếu chúng sanh nào có chấp thủ thì chúng đó sanh đó sẽ khổ đối với vô thường. Tại chấp thủ là giữ chặt, mà vô thường á, thì nó thay đổi. Mà thay đổi đâu còn giữ được nó nữa. Không giữ được nó nữa là khổ chắc rồi. Cho nên mình đang sống trong vô thường, cái người nào hết khổ là người hết chấp, hết khổ. Hết chấp là không giữ gì ở trong khái niệm, không giữ gì ở trong tâm, và cũng không giữ gì trong tướng. Nếu mà người ta bỏ là bỏ hết, bỏ sạch sành sanh đó là bỏ tất cả. Nên tu á, bắt đầu ta diễn ly, ta từ bỏ từ từ. Tại vì á, có những cái nó nhu cầu trong cuộc sống nên ta không bỏ được thôi. Nên ta bỏ từ từ. Có những người ở nhà mà họ bỏ danh, họ bỏ lợi. Có những người người ta vô chùa, người ta bỏ hết à, dân dân. Bỏ thứ nhất là bỏ ý niệm là chấp thủ mình đúng đó. Tức là người ta bỏ ý niệm. Cái thứ hai nữa, người ta bỏ phiền não. Cái thứ ba, người ta bỏ cảm thọ. Cái thứ tư nữa là người ta xả bỏ sở hữu. Đồ vật chất xin đừng tạm sắm, cõi đất bùng lem lắm mà chi đó. Tức là người ta tập xả bỏ sở hữu. Bỏ ý niệm. Mình có ý gì đó bây giờ thôi bỏ đi. Ý gì chắc chắc đúng ta bỏ đi. Bỏ cảm thọ, lạc khổ họ xả. Bỏ phiền não, tham sân si. Rồi họ bỏ những vật sở hữu. Dần dần họ bỏ từ 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 vậy đó. Cho nên có những người á, tại gia người ta bỏ. Có những người xuất gia người ta bỏ. Còn bỏ được hay không tùy người. Chứ không phải xuất gia bỏ được mà tại gia bỏ không được. Rồi tại gia
à, bỏ được xuất gia bỏ không được là không phải. Ai cũng có thể bỏ được và ai cũng có thể bỏ không được. Cái người mà bỏ được á là cái người có trí tuệ và có nỗ lực mới bỏ được. Nỗ lực không cũng bỏ không được nữa, mà không có trí tuệ. Còn có trí tuệ chưa đủ thì phải cần phải nỗ lực, cố gắng à, người ta bỏ mới được. Còn có trí tuệ đủ rồi tự nó bỏ à. Ví dụ như trí tuệ là ánh sáng, chạy xe ngoài đường thấy cái hố giữa đường tự nhiên lách ngang bên cho ai cắm đầu xuống hố. Cho nên nhà Phật gọi là trí tuệ thị nghiệp, là cho đó đó. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp là tại vì có trí tuệ giải quyết được tất cả các vấn đề. Còn không có trí tuệ á, thì có thể vấn đề giải được và có những vấn đề giải không. Nên quý vị là thấy á, pháp á, khác kinh. Pháp nó có nhiều nghĩa mà kinh đó chỉ có một thôi, đó là lời Đức Phật thuyết. Còn cái chữ pháp á, nào là thuyết pháp, nào là Phật pháp tăng, nào là chánh pháp tạp pháp, rồi nào là phương pháp, nào là pháp môn, rồi nào là pháp thiền, pháp tịnh, vân vân. Nói chung là cái chữ pháp nó có nhiều nghĩa khác nhau lắm. Còn kinh á là chỉ có những điều Đức Phật thuyết được ghi chép thì gọi là kinh thôi, đơn giản thôi. Cho nên quý vị á, là thấy nếu mà người ta tụng kinh là người ta đang tụng những lời Đức Phật thuyết được ghi chép, đơn giản thôi, chỉ là người ta đang tụng pháp, những lời Đức Phật ghi chép, những lời Đức Phật dạy được ghi chép lại. Thưa Thầy, sống làm sao không buồn, không giận, không ghét, không thương? Không buồn, không giận, không ghét, không thương. Để làm chi? Thầy hỏi lại, không buồn, không giận, không ghét, không ghen, không thương để làm chi? Ý nghĩa gì? À, không buồn, không giận, không ghét, không thương. Ý nghĩa gì? Để làm chi? Là không buồn cho nó khỏe. Chắc không? Chắc không buồn nó khỏe không? Có không buồn lần nào chưa? Dạ chưa, lúc nào không buồn. Vậy sao biết không buồn nó khỏe? Không ghét gì là không ghét cho nó khỏe. Vậy có khi nào không ghét chưa? Dạ chưa, chưa sao biết không ghét nó khỏe. Không giận, có khi nào không giận chưa? Dạ chưa. Cái nào mà kích nào mà giận à? Như vậy là chưa có không giận, sao biết không giận nó khỏe? Hiểu không? Cái này là người ta nghĩ, tại vì người ta đang giận nên người ta nghĩ là ngược lại không giận nó khỏe lắm. Ta đang buồn, ta nghĩ là không buồn nó khỏe lắm. Người ta đang hận, nó mệt nên ta nghĩ là không hận nó khỏe lắm. Người ta đang ghét, nó mệt, giờ nó không ghét nó khỏe lắm. Người ta nghĩ vậy đó. Không thương, ta đang thương ta khổ quá, bây giờ ta không thương nó sẽ hết khổ, vân vân. Đó là một điều sai lầm. Quý vị định nói là không buồn, không giận, ghét, không thương là quý vị hết khổ à. Ở thế gian này quý vị không có cái này, nó có cái khác. Không có tâm này, nó có tâm khác. Nhằm khi tâm khác nó còn dữ hơn tâm này nữa. Không buồn, không giận, nhưng mà đang thù hận. Hiểu như không? À, không buồn không giận ai chứ, nhưng mà đang thù hận đó. Không ghét không thương, nhưng mà đang ích kỷ,
hẹp hòi thì nó còn quá cha nữa. Ví dụ gì đó, cho nên giữ được cái tâm tĩnh lặng thanh tịnh là khỏe nhất. Chứ đừng có không buồn, giận, ghét, không thương gì chăng á, liệt kê có mấy món đó, còn cả trăm món kia làm chi. Cho nên đó quý vị, không có phiền não ở trong lòng mình, tâm an lạc, an nhiên tự tại, trước cảnh trần tâm không đoạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Cho nên trước tất cả các cái cảnh của trần, ai mà tâm mình không có loạn động gì cả, sao không được chứ á, ai chửi ai chửi, ai mắng ai mắng. Không sao cả. Là tại sao khi người ta chửi, người ta mắng, người ta nói xấu, nói tốt mà tâm mình không sao? Là tại vì thứ nhất là mình đang hướng về Phật, mình niệm Phật. Thứ hai là mình không chú ý tới lời của thiên hạ. Thứ ba là người ta có trí tuệ, chúng ta thấy ai chửi họ mỗi miệng vậy thôi, chứ mình đâu có mỗi đâu. Âm thanh vẫn là âm thanh thôi, giận hờn, sân si cái âm thanh chi. Âm thanh nó mang tính âm thanh và mang tính lời nói. Mình nghe lời nói mà mình quên đi cái âm thanh. Bây giờ mình quay lại mình nghe âm thanh mà mình không có để ý tới lời nói. Âm thanh là sự va chạm nó phát ra. Ví dụ mình đập một cái nó phát ra, gọi là âm thanh. Thì cái miệng mình cũng vậy. Các dây thanh âm á, rung lên, nó tạo ra một tần số dao động. Và chính cái tần số này nó va chạm vào trong màng nhĩ của lỗ tai, làm màng nhĩ lỗ tai rung. Và nó tạo nên một cái tín hiệu để báo cáo lên ở trên não của mình á. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là khi mà một người họ không buồn, không giận, không ghét, không ghen, chưa chắc là họ đã được hạnh phúc đâu. Mà khi họ có trí tuệ, tâm không có phiền não, không có lậu hoặc, thì lúc đó họ mới được an lạc, hạnh phúc thật sự. Còn bây giờ không buồn, ngày mai nó buồn. Bây giờ không giận thì ngày mai nó giận. Nó cũng lập tới lập lui, nó thay đổi tâm này bằng một tâm khác mà thôi. Chứ là nó không phải là chiếm lĩnh mãi mãi với thời gian. Cho nên đó quý vị, là đừng có bao giờ cầu mong không có cái tâm gì, mà hãy dùng pháp của Phật. Nếu có tâm đó, hãy đẩy tâm đó ra và chúng ta phòng hộ, đừng cho tâm đó nó sanh ra trong lòng của mình. Nên ta thực hiện cái pháp xả. Pháp xả là ta buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra. Nên đó là để cho cái tâm mình nó trống rỗng, nó trống trải, ở phía bên trong nó không có gì cả ở phía bên trong á, nên ta mới được an lạc. Cho nên đừng có chú ý bất gì cái gì, kỳ gì cái gì trên đời. Đức Phật nói là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, tức là đừng có chú ý tới tổng tướng và biệt tướng. Kể đi, làm đi, mình nước sông không phạm nước giếng, kể đi. Thì mình không chú ý, không chú ý thì không có phiền não. Mà không phiền não tự nhiên là không buồn, không giận, không ghen chứ gì đâu. Cho nên đó quý vị, nó là làm thế nào để không buồn, không giận, không ghét, không ghen. Vậy có đừng để ý thôi. Hoặc là tu đắc đạo, đắc đạo thì dĩ nhiên không buồn, giận, ghét, không ghen. Còn bây giờ mình chưa đắc đạo thì đừng để ý xong. Nhưng mà lỡ buồn, giận, ghét, ghen rồi sao thầy? Rồi xả bỏ, niệm Phật cho nó tan. Lỡ sầu thương quán giận thì xả luôn,
kệ đi, cho tan ra đi, đừng giữ gì trong chứ kệ nó. Cho nên đừng có chú ý bất kỳ cái gì mà không liên quan tới mình, đừng chú ý. Còn gì liên quan tới mình chú ý để mình giải quyết vấn đề thôi. Còn cái gì mà không có liên quan tới mình đó thì không có chú ý, kệ nó thôi. Cái này á, không liên quan tới tôi, cho nên á, là mình đừng có chú ý tới nó. Nếu chúng ta không có lòng bi mẫn, còn nếu có lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh để chú ý để độ chúng sanh thì được. Ví dụ như một người có đầy lòng bi mẫn thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, cho nên đó bây giờ á là họ chú ý về chúng sanh đang đau khổ đó, họ tìm một cách để cứu khổ chúng sanh đó thì được. Cái này á thì hoàn toàn được. Là tại vì á, họ vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh họ mới chú ý, chứ không phải là chú ý để sanh phiền não. Còn cái mà chú ý để sanh phiền não thì thôi, ta đừng có chú ý gì cả. Cho nên tâm mà để không buồn, không giận, không ghét, không ghen á, quý vị đừng có chú ý. Nếu không chú ý được thì chúng ta chú ý cái khác. Ví dụ như ta niệm Phật, chúng ta chú ý trong câu niệm Phật thì các chú ý khác nó bị phai mờ. Trong một sát na là mình chỉ chú ý tới một đối tượng, một pháp thôi, chứ không thể chú ý được nhiều pháp lúc. Cho nên ví dụ như mình A-di-đà-phật, 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 chú ý tới cái pháp A-di-đà-phật thôi, thì các cái khác mình không chú ý thì đâu có phiền não trong lúc đó đâu. Hoặc ta đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Thì người ta là luôn luôn lúc nào chánh niệm, mà chánh niệm thì người ta đâu có phiền não đâu. Cho nên một người có chánh niệm sẽ không phiền não, một người là không có chú ý sẽ không phiền não, một người xả bỏ sẽ không phiền não. Kệ nó, ở lòng nhiêu bung ra xả bỏ cũng không có phiền não. Rồi hết giờ chúng ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Sư Minh Tinh của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta là lợi dụng vào hình ảnh và của thầy và chùa để ta mở Facebook, ta lừa đảo quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó, nếu quý vị nào bị thiệt hại thì chúng ta hãy báo với cơ quan chức năng. Còn quý vị nào muốn làm rõ thêm thì hãy liên hệ trong phòng chùa. Số điện thoại văn phòng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 332. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương cho mọi người những ngày Tết. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa cũng như là Phật điện như là phòng thuốc nam thiện pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.